Mình mới thấy con chim đu dài đậu trên cây tràm này nè anh em. Coi vẫn có trúng không? Trúng không? Đâu? Dính chảnh này. Kỳ vậy? Dính này anh em ơi. Nó nào? Đời tối quá không thấy. Dính đi xuống. Không tới nữa. Cứ gầy sao? Dính luôn rồi, tới. Con chim nó chết độc quá, nó chết dính chảnh luôn kìa nè. Máy ngày càng đi chi đó. Bây giờ anh em đợi mình chóc cái cây lại rồi mình chích con chim xuống rồi mình cho anh em coi. Thôi. Coi thầy săn leo lên đây lấy con chim xuống rồi. Tới không? Chút nữa hay gì? Đó đó, nó nhúc nhích rồi đó. Ừ. Sắn xuống đuôi mắt chết. Đó đó. Rồi, rồi. Nữa. Xuống đường mất rồi. Trời đủ. Quá trời nhánh mà. Đây. Cuối cùng mày cũng chịu xuống. Đó. Chim này bự nha anh em. Bành kia luôn.